cho em cho xử điểm luôn đây. Đây còn cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, anh chị, hôm nay thì không biết là ở chỗ các bác dưới xuôi như thế nào, nhưng mà hiện tại là ở chỗ Lực thì thời tiết đang lại ngày một rét lên khá là nhiều. Như các bác có thể nhìn thấy là đằng sau chỗ Lực là bao canh là toàn là sương mù hết cả. Hiện tại là cháu Lực đang đứng ở chỗ này thì chắc là có một số các bác thì cũng đã biết là hiện tại cháu Lực đang chuẩn bị là đi vào nhà ai rồi. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là đi vào nhà của hai ông cháu. Hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi vào nhà của ba ông cháu. Và đồng thời thì cháu Lực cũng có cầm theo một cái phần quà là của bà An Phạm gửi tới cho ba ông cháu là hàng tháng đó cô bác ạ. Hôm nay thì tính ra là ở bên ngày hôm nay cháu Lực đang ghi hình là vào ngày 1 tháng 3 rồi cô bác. Nhưng có thể là đến ngày 2 thì cháu Lực mới đăng tải cái thước phim này lên được cô bác ạ. Hay phải nói là trong thời gian qua thì bà An Phạm lúc nào cũng đồng hành cùng cháu Lực để giúp đỡ cho gia đình của ba ông cháu. Và kèm theo đó thì hàng tháng là bà đều gửi cho là 200 đô. Ở đây thì 200 đô thì có thời điểm thì là 4,6 triệu, có thời điểm thì là 4,8 triệu. Còn là đến hôm nay cháu Lực nhận được thì là 4,9 triệu cô bác ạ. Và kèm theo đó thì là bà cũng có gửi cho thêm cả cháu Lực nữa cô bác ạ. Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ nói là tổng thể là bà An Phạm gửi cho cháu Lực là bao nhiêu cô bác nhá, để cho các bác là cùng biết luôn. Một tí nữa thì đi xuống nhà của ba ông cháu thì cháu Lực sẽ tiếp tục là nói sau. Hôm qua thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của bà An Phạm gửi cho cháu Lực là 14,670,000. Nếu mà tính theo tiền đô là 600,000 cô bác. Và trong đó thì là bà có để cho cháu Lực là mua máy là 300 đô là tương đương là 7,350,000. Cháu Lực đã mua máy phát cỏ hết là 6,1 triệu rồi. Và còn dư là 1,250,000. Cái khoản còn dư này thì là cháu Lực cũng đã bảo là bà An Phạm là cháu Lực xin để làm để mua xăng cho em xử lúc mà em ấy đi phát cỏ ở ruộng cũng như là nương. Và tiền tháng 3 là 200 đô là tương đương với lại 4,9 triệu. Và trong đó thì là bà có cho cháu Lực là 100 đô là 2,450,000 để mà cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ở đây thì là 100 đô 50 đô là hôm nọ là cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi mua cái máy phát cỏ. Còn 50 đô thì là bà làm bà cho cháu Lực để làm kinh phí khi mà mỗi lần mà cháu Lực lên nhà ba ông cháu cũng như là đi thêm những cái hoàn cảnh khác anh có bác. Đây còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi hết video các bác nhé. Cái đường đi xuống nhà của các em thì có vẻ như là mưa thì khá là trơn các bác. Ôi, Hải thì vừa mới đi học về à? Vâng. Anh chào Hải nhá. Vâng, em chào anh ạ. Chào Hải, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Ôi, hôm nay đi học về thì đi bộ về thôi à? Vâng. Không có ai đi cùng à? Bạn đâu hết rồi? Bạn về sau rồi. Bạn về sau rồi à? Vâng. Bạn là chỉ có ra đến điểm trường kia thôi đúng không? Vâng. Là xong là mỗi người đi một nơi rồi nhỉ? Vâng. Mấy hôm nay thì Hải có thấy lạnh không? Có ạ. Khá là lạnh đấy nhỉ? Cái đường đi thì rất là trơn của bác ạ. Sao Hải không đeo ủng vào đi học? Tôi đã bảo là đi học thì không được đeo ủng. Đi học là không được đeo ủng à? Ồ. Đây cháu Lực đi vào nhà các em thì cháu Lực còn phải là đeo thêm cả ủng nữa cô bác ạ. Đấy, chứ không là đi vào đường rất là trơn. Vừa rồi cháu Lực có từ bên điểm trường cái đi vào thì phải nói là vừa đi là vừa đẩy luôn các bác ạ. Cái khoảng thời gian này mà mưa đấy, cháu Lực cũng mong rằng là thời gian nữa khi mà chính bà con ở đây phát triển hơn thì bên chính quyền người ta sẽ làm đường xá để cho nó đi cho bà con đi nó cảm thấy là đẹp hơn, đi nó dễ dàng hơn. Đấy, cô bác có thể nhìn thấy là sương mù này khá là dày đặc. Cái chỗ nhà của em Sử thì cháu Đức cũng đã nói lên khá là nhiều lần rồi, là cái chỗ mà ở gần
rừng già, cho nên là mỗi khi mà trời lạnh ấy, thì là cũng lạnh, rất là lạnh, buốt luôn các bác. Còn là có cả tuyết luôn đấy, nó không phải là tuyết mà nó rơi xuống các bác nhá. Nó đông lại như kiểu thành đá ấy. À, nó đông lại như kiểu thành băng ấy, thành một lớp băng nhỏ ấy. Vậy hôm nay thì không biết là xuống thì có gặp Sử ở nhà không ấy. Sử không biết là có à. À, đây thì đang thấy là mở cửa đó các bác ạ. Đấy, mưa như này thì chắc là Hải với lại mưa như này thì chắc là Sử cũng chẳng có đi đâu làm được gì đâu. Ồ, đang làm gì ấy? Ở nhà đây ạ. Ở nhà đây à? Ồ, ừ. Anh chào Sử đẹp trai nhá. Ồ. Đấy, bây giờ thì đi vào nhà của các em đấy. Ấy, ôi xem ai đấy? Mới mua à? Mua lâu rồi. Mua lâu rồi á? Ồ, nhưng mà sao anh chưa thấy nhỉ? Thế vậy? Mua từ cũng phải đúng không? À. Ấy, chào Sử nhá, rất đẹp trai nhỉ? Chào Sử, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Ồ, hôm nay không đi đâu làm gì à? Không đi đâu. À. Hôm nay thì Sử thì mưa như này thì không đi làm ruộng được à Sử? Vâng. À mấy hôm nay đang làm nương như nhỉ, không phải làm ruộng nhỉ? Vâng. Làm ruộng thì bao giờ người ta mới lên cày cho? Lúc nào mà làm hết hết nương thì mới cày được à? Vâng. Thì ông thì hiện tại là đang đi đâu rồi? Ông ở nhà đó. Ông ở nhà? Nhà cũ đó. Mưa quá thì chắc là ông ban ngày thì ông đi xuống đấy để mà xem trâu bò các bạn, xem trâu các bác một tí nữa thì cho được sẽ cùng em Sử đi xuống đấy để mà xem sau. Thế còn hôm nay thì anh lên anh cũng có cầm theo cái phần quà là của bà An Phạm, là bà An Phạm có gửi tiền cho em là tháng 3 này để mà ăn uống. Vâng. Đấy, hôm nọ thì với cái khoản mà mua máy thì anh cũng đã bảo với em đúng không? Vâng. Còn về cái khoản này thì là sẽ là 4 là 200 đô, à là 200 đô. Đấy là mấy hôm nay là tiền nó lên một chút thì là được 4 là được 4 triệu 900 nghìn. Bán tạm thì hầu như là tháng nào cũng đều gửi cho em là 2 triệu. Vâng. Đấy. Thì bây giờ anh cũng sẽ gửi cho em là bây giờ thì em đếm bây giờ em đếm xem là đủ 4.9 triệu nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì anh cho em cho Sử đếm luôn này. Đấy, còn bà An Phạm có dặn với anh là lúc nào mà anh đưa tiền cho em ấy thì là em sẽ bỏ ra 100.000 để mà đóng tiền điện. Vâng. Đấy, tiền nước thì anh em mình không cần phải đóng đâu nhỉ, tiền nước ấy. Vâng. Tiền nước là anh em mình đi xin về thôi. Vâng. Đấy, cứ mỗi tháng là bỏ ra 100.000 để mà đóng tiền điện nhá. Vâng. Thế còn cái tiền đấy thì là tiền để mà các em là mua thức ăn là hàng tháng. Vâng. Đấy, cũng như là trong mấy hôm tới thì có thể là em sẽ cần tiền để mà đi mua cái bình phun thuốc đúng không? Vâng. Đấy, em sẽ dùng lấy tiền đấy để mà phun thuốc, cho nên là đợt anh sẽ không đưa cho em từng tí một nữa mà sẽ đưa cho em hết luôn. Vâng. Ở đây thì cũng được sự đồng ý của bà An Phạm cho nên là anh làm như vậy. Mỗi lần thì là có những lần thì là bà sẽ là cho anh chia làm tính 4 lần để đưa cho em. Vâng. Còn là có những lần thì là bà An Phạm sẽ bảo anh là đưa hết cho em. Đây đây thì hàng tháng là bà An Phạm là đều gửi tiền để mà mua thịt mua thạc thì làm sao để các em đừng tiết kiệm tiền đấy nhá. Vâng. Đừng tiết kiệm tiền đấy để mà mình mua thức ăn thôi. Vâng. Đấy, bà thì khi mà anh ghi hình lên thì nhìn thấy là ba ông cháu em ấy là mọi lần là chỉ ăn nguyên rau thôi thì bà xem thì bà cũng rất là buồn,
thì bà cũng có nói với anh là tại sao mà bà gửi tiền về, bà gửi tiền vào thì không thấy các em mua thịt. Đây, ở đây thì hầu như thịt thì các em là vẫn mua vào, còn rau thì là bữa nào cũng có đúng không? Vâng. Đấy, nhưng mà chỉ có mỗi rau cải thôi. Đấy, có thể là em những ngày chợ ấy, đi mua thêm là những cái giống rau về để mà trồng thêm. Đấy. Vâng. Nhưng mà em không biết mua thì em sẽ bảo anh để anh đi lựa giống cho rau rau cho. Vâng. Có thể trồng như kiểu bắp cải này, hay là những cái rau su su, cái quả su su thì trước có một thời gian nhỉ. Vâng. Em muốn lấy quả su su thì mình chỉ cần lấy về mà để ở góc cây thôi, thành ra là nó sẽ tự mà lên thôi. Thế nên nhà xưởng thì mấy hôm nay đang trời mưa thì chưa là thế giới thể là trồng nương được à? Vâng. Trồng thì cái nhà dưới thì mình sẽ tận dụng lại để làm nhà kho, và đến buổi tối đấy thì là bảo ông là lên ra trên này ngủ cùng hai anh em nhá. Vâng. Đấy, đừng có làm nhà mới xong là mỗi người ngủ một nơi. Vâng. Đấy, khi mà các bác biết thì các bác rất là buồn. Vâng. Đấy, trời lạnh như này thì buổi tối thì cũng chịu khó là tắm rửa giặt giũ quần áo cho nó sạch sẽ một chút. Bình nóng lạnh thì cũng có đúng không? Bình nóng lạnh thì có bị làm sao không? Không được. Không bị làm sao đúng không? Vâng. Đấy, và nói chuyện là miên man nhiều quá thì cũng suýt quên là gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm rồi. Cảm ơn bà đã luôn luôn yêu thương các em. Phải nói là từ lúc mà cháu Lực chia sẻ lên thì bà An Phạm có theo dõi được hoàn cảnh của ba ông cháu, thì bà rất là phải nói là rất là quý và rất là yêu ba ông cháu. Bà đã phải nói là có thể như là bà tiết kiệm tiền để mà gửi tiền cho các em, để mà làm sao mà các em có khi mà các em có ăn cơm ấy, có thịt có thà mà ăn cùng. Nếu mà ở đây mà mong muốn gặp bán, nếu mà gặp bán Phạm thì các em có muốn gặp không? Có à? Đấy, cái tên của bán Phạm thì chắc là cũng không có xa lạ gì với các em nữa. Đấy, gắn bó với các em, giúp đỡ các em là từ vật dụng trong nhà này, gửi tiền xây, gửi tiền để mà làm quỹ xây nhà này, rất là nhiều. Vâng. Như Sử thì bây giờ chuẩn bị đến mùa hè thì cắt lại tóc của mình cho nó ngắn ngắn một chút nhá. Vâng. Nhìn thế nó trông trông như kiểu cái đầu mình nó to to ra ấy. Vâng. Còn Hải thì hôm qua là anh cũng đưa Hải đi cắt lại tóc rồi, nhìn trông có vẻ sáng sủa một chút. Có vẻ như thời gian Tết vừa rồi vừa mới ăn bánh chưng xong thì có vẻ là béo hơn đấy nhở. Nhìn hai anh em ai cũng có da có thịt là nhiều hơn. Vâng. Bây giờ thì Sử gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Vâng. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi tiền mua thức ăn cho ba ông cháu. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Rồi. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi tiền về cho ba ông cháu. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Hay ở đây thì khi mà các bác với lại bà gửi tiền cho thì mình không nên đi ra ngoài chơi hoang phí nhá. Vâng. Hay ở đây thì anh cũng biết Sử là một người mà phải nói là tiền nong thì em cũng không bao giờ có nhiều cả, cho nên là đi mua những cái thịt, đi mua những cái đồ gì hay là thức ăn gì thì em cũng rất là chi li và từng làm sao mà tiêu tiêu cho nó đúng cái cách, làm sao mà tiêu cho nó không có như kiểu là nhiều với cô bác, không có để mà lãng phí. Chợ tuần này thì có vẻ như là anh có thể là anh sẽ không đi cùng em đi chợ nữa, em sẽ với em Hải, có thể là em Hải với lại ông là tự đi cùng nhau nhá. Vâng. Đi ăn một bát phở, nếu mà ông không đi được thì về là phải mua cho ông nhé. Vâng. Ai không đi được là về là phải mua cho ông, và khi mà mua về thì đừng cho người ta là để chung một cái túi nhé. Vâng. Để nước riêng, đến lúc mà mình về đến nhà thì nếu mà nguội thì mình cũng có thể là đun lên thì nó mới không có bị nở cái phở nó ra. Vâng. Hãy dặn dò các em là từng chút một, đừng có nói anh là anh
dặn dò nhiều xong là không muốn nghe nhá. Đây thì anh thương các em, anh không giúp được gì cho các em, anh chỉ giúp được về cái phần mà tinh thần thôi, còn là vật chất thì anh cũng không có giúp được. Đấy, đến thời điểm hiện tại thì ba anh em mình thì gắn bó một khoảng thời gian mà cũng rất là dài rồi và cũng không ngắn nữa, nên là thời gian này về sau nếu mà có những cái gì mà còn còn bị vướng mắc hay là không biết gì không biết ấy, thì có thể là điện cho anh nhá. Đấy, anh lên anh giúp được thì anh sẽ giúp các em. Đấy, lên đây thì anh đã từng được chia sẻ cuộc sống của bao cháu rồi, thì đến lúc nào mà anh lên thì anh vẫn sẽ tiếp tục là ghi hình cho tất cả các bác cũng biết, tại vì là các bác rất là yêu quý các em. Đấy, muốn xem các em xem là làm sao mà cũng làm sao mà phát triển lên. Đấy, ở đây thì như sử thì em có nếu mà như ở trên này các bác giúp đỡ mà nuôi dê thì em có muốn là nuôi dê không? Có. Có à? Nhưng mà nuôi dê ở trên này thì sợ rằng là đi ăn cỏ cho người ta không? Có, chắc phải buộc thế ạ. Phải lấy buộc à? Vâng. Là nếu mà các bác giúp đỡ về cái khoản phần dê thì em vẫn muốn nuôi đúng không? Vâng. Chứ không phải là thấy là có nhiều là không muốn nuôi đúng không? Vâng. Khi mà các bác giúp đỡ thì làm sao mà cố gắng để nuôi nhá. Vâng. Vừa rồi thì những cái lời mà anh dặn dò cho hai anh em thì anh cũng đã dặn dò hết rồi. Còn nếu mà hai anh em lắng nghe thì lắng nghe, còn không thì để trong lòng nhá. Còn là em Hải thì Hải thì lúc nào mà anh ở dưới đấy thì anh nấu cơm thì vào anh ăn cơm nhá. Vâng. Có những hôm thì anh không nấu cơm, còn những hôm thì anh nấu cơm. Vâng. Đấy. Có những hôm thì anh cũng chỉ ăn là một bát phở, xong rồi đến tối về thì anh ăn cơm. Đấy, một tí nữa thì hai anh em mình đi xuống dưới nhà cú một chút nhỉ. Vâng. Nhà cú xem là ông đang làm gì đấy, và đồng thời thì sau một khoảng thời gian mà sau khi mà các em được các bác giúp đỡ thì nuôi thêm những con vật nuôi nào. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đi xuống dưới nhà cũ một chút của bác ạ, xem là ông hiện tại là đang làm gì đấy. Ông thì phải nói là một người mà hy sinh cho bao cháu khá là nhiều. Ôi chỗ này có vẻ như tắc rồi, hay là mấy anh em mình hót hót chỗ này một tí nhỉ. Đây có lá cây nhiều quá ấy. Nhặt nhặt là những cái tấm rẻ kia. Hải ơi. Đây, vẫn là đang lạnh cho nên là anh em mình chịu khó là nhặt một chút. Quần áo thì phơi ở đây luôn à? Có cuốc không? Cuốc ở đây không? Hải nhặt mấy cái này này. Đấy, nhặt cái này bỏ ra đây. Lúc nào mà khô thì mình đốt nó đi. Cô ở nhà dưới rồi à? Thế thì nhặt mấy cái tấm rẻ này ra ngoài thôi. Đấy, cái chai nhựa này thì mình đừng có để đây. Đấy, để đấy xong mấy nứa khô thì mình đốt sau. Ránh này thì là mấy nứa là mình phải là khơi xuống sau sau một chút. Đấy, cái chỗ lá cây đấy thì kệ đi, lúc nào mà nó có mấy nứa mà nó khô rồi thì mình vét vét ra xong rồi đốt sau. Nhặt mấy cái nó nhựa thôi. Ui ôi sương mù này. Hôm nọ nắng mấy hôm mày cứ nghĩ là qua mùa đông rồi ấy nhở. Xong mà không biết là tự dưng nắng được độ tầm hơn tuần của bác ạ. Lạnh thế. Đấy, bà con ở trên vùng cao thì nếu mà thời tiết lạnh như này thì phải nói là đi đâu làm gì cũng khó. Tại vì là công việc của bà con thì nó hầu như là thuộc là công việc mà chân tay. Hôm nọ đi xử phát ở đây à?
Bây giờ thì đi xem chỗ xử phát một chút xem là phát tới đâu rồi. Đấy, khi có máy vào thì xem nào, xem là phát như thế nào. Đây bây giờ đợi hôm nào trời nắng, trời nắng tiếp thì lại tiếp tục phát sâu nhỉ. Ấy à, đây phát cô ba hôm nọ thì chỗ này nhìn là trông rất là rậm rạp. Đấy, em xử ra đây phát một buổi đấy, nhưng mà xong là thời tiết lại mưa quá thì nên là hai anh em lại không có, anh xử lại không có phát được nữa. Hôm nào trời nắng thì xử cái này ấy, mình để cái dây kìa mình phát đấy thì không sợ là nó bị gáy hay như nào đâu, mình không sợ là nó gặp đá đâu. Còn nếu mà lúc nào mình dùng dao thì mới sợ là nó gặp đá, tại vì là mình dùng dao thì phát thì nó sẽ bị méo dao luôn đấy. Còn là dao thì lúc nào mà gặt lúa ấy, gặt lúa là mình như bằng bằng cái này này, biết là nó không có đá ấy, thì mới gặt được. Đấy, gặt lúa là mình còn phải chế thêm một cái mình hàn thêm một cái khung sắt nữa thì nó mới gặt được lúa. Đấy, hôm nào thì trời nắng thì sửa phát một phát là dùng cái kia là hết luôn đấy nhở, một ngày là hết không? Một ngày hết bên này được không? Ui máy đấy phát nhanh mà. Một ngày thì người ta phát được cả quả đôi cơ mà không phải phát đấy. Chưa phát quen đúng không? Hôm nọ phát ra một hôm thì cảm giác là như nào? Hơi đau tay đúng không? Thế thì bây giờ anh em mình đi về nhà đây nhỉ. Đây có cái máy phát cỏ vào phát thì phải nói là phát rất là nhanh, thì các em sẽ không có được dùng đến dao để mà phát nữa. Nhà cũ với nhà mới thì chắc là cháu Lực cũng ghi hình lên khá là nhiều rồi và nói khá là nhiều rồi, thì quãng đường mà nó không có xa mấy không, mày đi độ tầm 1 phút là cũng đến nơi rồi. Thời tiết lạnh như này thì chắc là ông cũng ở nhà là đun bếp củi lên để mà sưởi ấm thôi. Đấy. Ô đây là cỏ à, đây là gì cho trâu à? Đấy, hai anh em thì đang vẫn còn đang đi quả dép đôi mà được bác Kim Hoàng bác gửi cho. Ui ông cùng nhà à? Ông đi đâu rồi nhỉ? Cái này là dùng để làm ui ôi con mèo giật mình. Cái này là dùng để làm rau lợn hay là rau lợn thôi à? Thế là bây giờ là có bao nhiêu con lợn rồi? Có hai con à? Đâu nào xem nào, lợn to chưa? Hai con to một con bé à? Có ba bạn lợn thì có hai con. Đấy. Một con to, con to kia được tầm độ bao nhiêu cân nhỉ? 50 cân đấy. 50 cân à? Thế gà thì như nào? Ơi gà thì cũng có khá là nhiều. Cũng có một đàn gà luôn đấy. Đấy, trước kia là em sửa ngủ ở phía bên này, bây giờ thì còn sửa còn ngủ đây nữa không bây giờ ấy? Không ngủ đâu à? Thôi. Ui, ở trong nhà thì có vẻ như còn khá là nhiều củi thôi nhỉ. Đây thì dạo này thì vẫn là nấu cắm lợn đấy. Ông thì không biết là đi đâu rồi. Chắc là đi trên nhà hàng xóm trên kia rồi. Lạnh như này thì cũng chẳng đi đâu là làm cái gì cả. Em họ thì các bác cũng có nói với cháu Lực rằng là thịt lợn các bác, thịt lợn treo thì sao không dùng để mà mình để tủ lạnh đi, tủ lạnh thì các em là vấn đề rồi. Còn ở đây thì là xương ấy, hầu như là ở trên vùng cao thì vào mùa này thì ai cũng thịt lợn xong để treo lên trên này, tại vì là mình đã cho cái muối vào rồi cho nên là nó sẽ không có bị mùi nữa. Thịt lợn treo hay các bác hay xuôi hay gọi là thịt lợn gác bếp ấy. Đấy, ngôi nhà này thì phải nói là gắn bó với lại em Sử với em Hải thì khá là lâu rồi. Phải đến năm nay thì được các bác giúp đỡ thì ở một cái ngôi nhà mà khang trang hơn, một ngôi nhà ấm áp hơn, cũng không còn ở cái ngôi nhà mà chật hẹp như vậy cả. Ở trên này thì dùng cái bếp củi ấy, cháu Lực cũng đã ghi hình lên khá là nhiều lần rồi và bám rất là nhiều những cái phần bụi, phần tro bếp lên trên này.
Đấy, bây giờ thì nhà thì đang dùng để làm kho, cho nên là các em cũng để những cái bỏ bao khá là lộn nhộn và lộn xộn. Anh em mình thử cái này là ngô ngô gì ấy nhở? Ngô nếp hay ngô gì ấy? Không phải ngô nếp đâu. Ngô để trồng à? Thế anh em mình thì nổ bỏng một tí như nào nhở? Đây, Hải đã từng bao giờ nổ bỏng chưa? Dạ. Rồi à? Thế thì anh em mình bây giờ nổ bỏng tí xem nào nhở? Xem chọn quả nào ấy, quả nào nó được ấy. Đây là đây có một quả ngô đỏ nữa này, Hải lấy quả ngô đỏ đây xem nào. Kia kia có một quả nữa kìa. À, khá là nhiều quả đây này. Đấy. Nếu mà có ngô đỏ như này nhiều thì để mà ngâm rượu thì cũng được hay sao đấy cô bác ạ. À? Nhưng mà mình lấy trước đi Hải, hay dùng ngô nào để mà nổ bỏng? Ngô trắng ạ. Ngô trắng à? Vâng. Thế thì mình thử lấy ngô trắng để nổ bỏng một chút nhỉ. Ôn lại cái kỷ niệm mà ngày xưa khi mà ở trong ngôi ở trong nhà cũ là nổ bỏng. Quả đấy được không? À, đấy, Sử thì biết chọn nhiều hơn. Sử thì có vẻ là phần món nổ bỏng ấy thì chắc là rất là quen thuộc rồi nhỉ. Vâng. Cái này thì một tí nó sẽ cho vào giò xong là nó sẽ nổ lên rất là to của bác ạ. Đồ đạc thì những cái nồi, những cái chảo thì vẫn còn để ở nhà cũ một chút cô bác nhé, cũng không có đem lên hết. Chọn là cái đấy là nổ được à Sứ? Cái này là có giò mới nổ đúng không? Anh vừa rồi tưởng là ông đang ở dưới nhà đấy cô bác, thì xuống là ghi hình ông một chút, nhưng mà ông lại không có ở nhà rồi, thành ra là mấy anh em sẽ ghi hình thêm một chút nữa thì lên trên nhà mới sau. Ở nhà mới thì vừa rồi mấy anh em đi ra thì cũng có đóng cửa mọi cái rồi, cũng không có sợ ai vào nữa. Ở trên nhà mới thì có khá là nhiều những cái đồ đạc mà nó giá trị. Này vào mùa đông thì ngồi vào bếp củi ấy, hay là lấy cái một bắp ngô già già ấy, hay nổ lên nhỉ? Này nổ tầm độ tắc 1 phút là nó nổ được không? Không biết ạ. Chắc nó nóng thì nổ. Nóng thì nó mới nổ đúng không? Đấy, hôm nay thì thấy xuống thì thấy gia đình của ba ông cháu cũng có lại mua thêm một con lợn nhỏ kia nữa đúng không? Con lợn nhỏ ấy thì ông mua ở tận đâu? Không biết đâu. Không biết ông mua tận đâu à? Không biết đâu, có biết tầm bao tiền không? Không biết đâu. Tức là ông cũng không có nói với lại mình là mua bao nhiêu tiền à? Mua về là chỉ biết nuôi thôi à? Ô nhà Sử thì con chó kia là bị mất rồi đúng không? Vâng. À, Sử không đi mua thêm một con về để nuôi. Vâng. Hôm nào anh em mình đi tìm chó về là bắt về nuôi một con như nào. Vâng. Chó thì cũng là một cái người bạn mà ui rồi, rồi nó rồi. Đấy, vào cái thời tiết mùa đông này cô bác này hay ngồi với cái bếp củi để mà nướng để mà nổ bỏng cái này ấy. Ui, nổ khá là to đấy nhở. Cẩn thận là nó bắn vào mặt nữa. Cạnh cho anh thử xem nào. Đấy,
Ở đây có ba ngày để vào một chút thôi là nổ khá là to. Nó to lắm các bác ạ. Xin mời các bác nhé. Này mình đi vào chợ thì người ta hay nổ bóng để bán nhỉ? Vâng. Nhưng mà người ta nổ bóng máy chứ không phải là nổ bằng cái đĩa củi đâu. Vâng. Người ta cho thêm một tí đường nữa. Vâng. Hương vị rất là thơm của ngô. Vừa rồi đang nói chuyện về vấn đề nếu mà chó ấy, là cũng là một người bạn và một người mà giữ nhà cửa cho mình rất là tốt, cho nên là một gia đình thì cần phải thiết là mua thêm một con chó nữa. Cảm giác ăn xong rất là thơm nhỉ. Vâng. Rất là thơm ngô. Thế tầm mấy giờ thì mới lại xuống đến nhà cũ này để mà mình nấu cám cho lợn. Nấu được thì tầm 4 giờ đấy. Tầm 4. 4 giờ đấy bò cho lợn ăn thôi. 4 giờ là vào cho lợn ăn thôi đúng không? Vâng. Thế là như kiểu còn như kiểu trâu thì sao? Trâu thì tầm bao giờ mình xuống lại cho cỏ ăn cho nó ăn một lần? Trâu thì một tí thì xuống rồi. Tí thì xuống à? Vâng. Ban ngày là ông ở dưới nhà cũ này nhiều hơn đúng không? Vâng. Ở dưới nhà cũ nhiều hơn để mà xem trâu. Cũng đến ban ngày thì ban đêm thì không nói, nhưng mà ban ngày thì mình phải xuống để mà mình cũng như là trông coi trâu, trông coi trâu này, lợn này. Đấy, trên kia thì làm nhà ở rồi. Đấy, buổi đêm thì khi mà lên thì cũng khóa cửa là đàng hoàng. Ở đây thì đêm thì không ai ở đây thì cũng đừng có chủ quan nhá. Thỉnh thoảng là thấy, nếu mà thấy thấy có ánh đèn thì là cầm đèn pin soi xuống một tí đấy. Vâng. Nếu mà có chó thì có chó này, chó nó sủa thì là mình biết luôn nè. Vâng. Chó thì nếu mà nhà sử mua thì mua được tầm bao nhiêu con thì mới được, tầm 2 con không? Thế ở bản này có ai bán chó không? Có rồi. Không có à? Vâng. Nếu mà mua thì sử muốn mua tầm bao nhiêu con? Tầm 2 con. Tầm 2 con chó à? Vâng. Mua về thì phải chăm cẩn thận nhá. Vâng. Đây, bây giờ thì mấy anh em sẽ ngồi đây một lúc rồi thì sẽ lên trên nhà mới sau của bác ạ. Hôm nay thì chỗ Lực xuống cũng có gửi thêm cái phần quà của bà An Phạm tới cho ba ông cháu, và đồng thời đó thì bà Phạm cũng có gửi thêm cho cháu Lực nữa cô bác nhá. Mỗi lần bà Phạm gửi cho các em thì bà đều gửi cho cháu Lực cả cô bác ạ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bà rất là nhiều. Trong thời gian qua thì khi mà cháu Lực bước vào cái con đường thiện nguyện như này thì cũng có rất là nhiều các bà giúp đỡ cháu Lực để mà đến thời điểm hiện tại cháu Lực được như ngày hôm nay. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ có thêm những khán giả mới cùng cháu Lực để mà đồng hành đi giúp đỡ thêm những hoàn cảnh khác nữa. Và khi mà các bác có theo dõi được những thước phim mà cháu Lực đăng tải lên thì cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ cộng thêm một lần đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh cháu Lực ngày một phát triển và lớn mạnh hơn cô bác nhá. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin phải nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.